Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay kênh ẩm thực và du lịch sẽ giới thiệu và chia sẻ cho mọi người biết về một cái quán bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn cô Năm có số điện thoại luôn. Và cái tiệm bánh tráng này là nằm trên đường Lê Thị Hồng, số là 58 Lê Thị Hồng, phường 17 quận Gò Vấp. Ở đây là rất là đông nha mọi người. Tại vì cô Năm bán từ trưa cho đến chiều tối thôi nhưng mà rất là đông. Bây giờ là cô Năm vừa mới cửa thôi nên là khách đã đứng chờ, và mỗi lần một người mua là mua lần 5-6 bịch. Thì không biết ở đây cái bánh tráng có cái gì đặc biệt và trộn như thế nào, thì mình cùng vào đây thử gặp cô Năm xem bánh tráng ở đây được trộn như thế nào mà khiến rất là nhiều người đến đây mua. Buổi chiều là rất là xếp hàng đây, đứng là đông, rất là đông luôn. Thì bây giờ mình cùng vào nha. Thực sự Năm bán thì nói chung khách hàng thì ta thương Năm, ủng hộ Năm gì đó. Cái này là Năm bán, Năm làm, thích lắm. Nhưng mà cũng có người thương, người ghét. Nhưng mà cũng sao, Năm bán, Năm làm đúng trách nhiệm của mình, giống như theo cái của mình thôi. Dạ. Dư luận mà ta nói, Thì Năm cũng làm. Đây là cô Năm này, chủ quán ở cái tiệm bánh tráng trộn nức tiếng Gò Vấp. Nức tiếng đâu, chị Năm bán ha. Em thấy rất là đông, nhiều người ủng hộ chị lắm. Chiều lại đông lắm. Với một cái tủ nhỏ thôi rồi cô Năm trang trí rất là nhiều nè, khô gà, trứng cút, bánh tráng. Cuộc sống mà chị Năm biết làm, chị Năm có công việc. Con ráng đợi cô Năm một chút xíu nha con nha. Bình thường Năm chọn là cái thau cái bự nữa hả Năm? Cái thau bự thì Năm chọn được mấy bịch con. Giờ Năm xíu nha. 80 bịch. Con ráng không đợi đi. Giờ múc xong có đợt nước nè, Năm múc liền, Năm trộn liền nha. Giờ này là giờ lai rai, nó chưa có đông. Nó đông nhất là tầm 4 giờ rưỡi á. Cái giờ đó là Năm ngọt thở, biết sao không? Khách người ta tập trung, người ta đặt cái giờ đó không à. Rồi có nhiều khi bị mưa đó, nhưng ngày hôm qua mưa, trời ơi, khách đứng mà nước lội nha, mùa gối á. Năm thấy tội nghiệp lắm. Nói chung là khách thương mình cũng rất là mến khách, nhưng mà nhiều khi mình thấy vậy nè, mình cũng thiệt á. Mừng lắm, mừng ngoài sức tưởng tượng luôn á. Để Năm cố gắng, Năm vượt qua hộ nghèo, hộ khó nè. Con đợi Năm xíu nha con nha, cô Năm trộn cho con liền, tội nghiệp con quá à. Trộn sẵn cái ta lại nói, ủa chị ơi xong cho em cái này liền đi. Cái mới thì cái cũ á. Mà thật sự bánh tráng Năm trộn, Năm làm tỉ mỉ lắm. Cái này người mà phải chiều ta đó em ơi. Nó phải làm dâu mà, cái này mình buôn bán làm dâu mà. Buôn bán là làm dâu trong họ á. Tự trộn hay chị ơi, chị thích trộn, em trộn của chị. Dạ rồi, đợi em trộn liền nha. Rồi đợi em trộn liền. Dạ. Đúng rồi, chiều mình ăn thì mình mua tự trộn. Cái bánh mà tự trộn đó, khi nào chị nhớ em mà chị trộn. Dạ. Như các bạn đã thấy, bắt đầu khách vào rất là nhiều nè, chuẩn bị là cô Năm và những cái người làm ở đây là bán không kịp luôn. Khách thương Năm mà, Năm trộn liền, Năm trộn cái mẻ liền đó. Ai trộn sẵn đứng phía trước cửa ở đây đợi chút xíu nha. Rồi Năm trộn đi nha. Bắt đầu Năm trộn là một thau bự luôn, rất là to. Bây giờ có trộn nè, bây giờ bắt đầu là giờ có trộn. Nướng chiếc củi rồi nha. Là em muốn cái chiếc củi trộn xong là chị sẽ hỏi bao nhiêu nha. Đó, thì là dạ 15 chị. Ừ, giờ đó là tự trộn đó. Dạ, còn Năm trộn đây. Ở phía trước mọi người là khách đang chờ này để chị Năm chọn những cái phần bánh tráng ngon mà phục vụ cho khách kịp thời. Nhiều người á, người ta thích Năm trộn, người ta nói Năm trộn ngon. Nhưng mà Năm thấy Năm để gia vị mang về cũng ngon lắm, nhưng mà giống như người ta chưa có quen á. Tại vì Năm là bán bánh tráng, Năm nghề của Năm à. Năm nghề Năm trộn lắm. Rồi đợi chút xíu đi. Rồi Năm làm liền. Đây là tỏi, tỏi nhẹ nhàng Năm làm đi. Tự làm luôn hả Năm? Năm tự làm tỏi, cái này là muối. Để Năm... Con, cô Năm trộn cho con này nha. Đợi con Năm xíu. Nước lèo là Năm nấu, rất là ngon. Nói chung nó cũng đơn giản đi em ơi. Nhưng mà mình bán thì thực sự là cái tâm mình chính lắm. Nên là khách nó ok lắm. Ôi, xay Năm trộn nhanh quá hả? Năm chụp bụng. Dạ. Được rồi. Rồi thì Năm trộn sốt. Thì sao hả? Bán mua mà em, cái nghề mình làm dâu trăm họ mà em.
chung có nhiều người người ta kỹ tính, người ta sợ. Thực sự năm bán nó nhiều lắm biết sao. Mà không đeo khẩu trang là người ta sợ, mình bắt buộc phải đeo khẩu trang cho khách vừa lòng đó. Chứ thật sự mình cũng ý thức mà, mình làm là cái tâm là chủ yếu chính, đúng không? Nhưng mà cũng có nhiều người người ta không biết, ta coi mấy cái clip người ta nghĩ là nha chị. Chứ thật sự em nói em nói trời ơi, trộn một ngày tới ngàn còn nổi tay lắm em ơi. Giờ chưa thích hàng, bây giờ 4-5 giờ khách kiện giờ. Có nhiều người nói trời chắc năm mướn người đứng xếp hàng chứ làm gì. Thật sự cái tâm mà khách ủng hộ mình mà mình làm rất là ngon. Đúng không? Ok. Cô bé này đi lúc 10 giờ đi tới mấy chồng rồi đó. Ai mua lúc 10 giờ vậy? Cô bé này nó đi đứng đợi nãy giờ nó tới mấy chồng rồi đó. 4 vòng rồi đó. Sáng thì 5 làm hàng mà, chiều mới bán mà. Nó tới nó đứng sáng giờ luôn á, tội nghiệp lắm. Rồi, nem trộn lại về nhà là vừa luôn, nó không có mềm bánh đâu. Không mặc bụng hả con? Để mới năm tí. Con một bịch hả? Hai bịch, nó 2 bịch 15. Ưu tiên cho con đi trước đi, nãy giờ con đứng con rên quá, xài nhiều nè, nên cho con xài nhiều nè. Tặng con thêm cái trứng cút nữa nha, là 4 trứng nha. Qua ngày mai mà con đòi 4 trứng là năm đánh con đó nha, không có được 4 trứng đâu nha. Chỉ có 3 trứng thôi. Mai nó cần 20 đi. Có hết sao? Dạ. Em lấy bụng khôi cho chị. 2 bịch 15 không lấy trứng. Dạ. Em bỏ này là đậm đà rồi cho chị rất là nhiều em đó. Dạ. Em sẽ làm đúng cái tiêu chuẩn của em. Dạ. Còn năm bên cái năm vừa chọn có gì trong đó là năm? À nó chỉ có đầu tiên là năm cho rau răm, muối, bánh tráng, bắt đầu sau năm cho nước sốt vô. Dạ. Bắt đầu năm cho tỏi với khô, nó chỉ có khô thôi. Khô đó là khô bò hay khô gà? Khô gà này anh làm rất là đặc, rất là ngon chứ không phải như mấy cái khô bậy bạ đâu. Rồi bịch 20 không chấm cút. Rồi bịch 20 không chấm cút. Nói chung là cái khâu em cứ hỏi khách, có nhiều người ăn đã ăn khô của năm là người ta quay lại. Có nhiều người là ta mua khô thì ta ăn không luôn á. Mình không bán luôn chứ chị hả? Bán chứ, mình nói chung là khách là yêu cầu mình là mình bán và phục vụ khách mà. Nói chung là có nhiều người ta rất khó tính mà năm. Một bịch 20 không đồng phòng. Rồi. Đây mọi người, như mọi người cũng đã thấy trước mắt đây là năm vừa mới đúng là mới mở cửa thôi. Thật ra là năm mở từ sáng sớm nhưng mà từ sáng cho đến trưa là năm chuẩn bị hàng. Đó, sau đó là giờ năm chiều là năm mở cửa và bán bánh tráng. Đó, vừa đứng mở cửa thôi là có một số khách đã đứng chờ đợi để mua được bánh tráng của năm rồi. Thì mọi người cùng chiêm ngưỡng lại cái tủ của năm nha, tủ bánh tráng này. Ở bên này là cái này là mua mang về hay sao cô? À, có nghĩa là mình mua về tự mình chọn, còn không mà để cô Năm chọn cũng được. Bánh bên kia là ăn liền, còn ngày 6 giờ tối ăn cũng được. Dạ. Yeah. Một bịch như vậy là nếu có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách đến đây, khách nào muốn tự chọn thì mua những cái bịch như thế này về nhà tự chọn, 5-6 giờ tối ăn cũng được. Còn không thì đứng tại chỗ để Năm chọn. Sao em thấy ở đây đa số là Grab với GoViet nhiều hơn ngày năm hả? Ừ, Grab GoViet, em biết không, hồi giờ Grab GoViet nào? Chị Năm không có bán trên cái trang đó. Dạ. Nhưng mà không biết sao người ta theo dõi ở đâu á, người ta biết Năm bán gì đó, cái người ta tự ta mở app cho Năm. Nên là khi đầu tiên là cái app đầu tiên là app Now. Dạ. Xong cái đầu là GoViet mới mua lại cái ấy của Now, rồi Now mới đưa cho GoViet. GoViet bắt đầu là tiếp tục là Grab. Grab mới mua lại của Nao nữa. Nhưng mà chị cô Năm bán như thế này thì chiều lại đông và lại vô việc rồi Grab đứng chờ là quá giờ của khách đặt hàng thì sao cô Năm? Bưng hàng bất cứ khách trả hàng Năm nhận lại hết. Năm đã nói như là các anh vô việc các Grab nếu mà khách mà nhận hàng mà trả hoặc là người ta đã đặt mà ta không lấy bánh. Cứ đem lại đây Năm sẵn sàng trả phí và Năm thu lại bánh luôn. Nên là những người khách bên phải yên tâm lắm. Đừng có sợ gì hết á. Với lại lượng khách ở đây là Năm làm là bánh không có đủ bán cho khách, em biết không, tội nghiệp lắm. Nhưng mà Năm là lúc nào cũng sẵn hàng ưu tiên cho những anh chị mà lấy bánh đi giao đó. Nên lúc nào là Năm cũng làm là
ưu tiên cái đó, nhưng mà đông quá thì biết không, cái tầm mà 4:30 là trời ơi, mấy anh chị em đây là người nào cũng căng thẳng mà thở không được luôn á. Khi nào không ăn được không chị? Có luôn đây nè, có ăn được đâu thiệt luôn đó. Cơm nước này, cháo này mà họ phải chế cho mình trở lại. Rồi, 4 bịch tự trộn á con. 29 bịch. 2 bánh thịt tự trộn. Rồi cho nó 29 bịch tự trộn luôn. Xếp hàng lấy thì 29 hả? 29 bịch tự trộn nhỏ. 29 phần có liền, có luôn nha. Như chuẩn bị 29 phần ấy đi là năm làm bánh thêm cho. Có bánh thêm phải không? 29 phần nhỏ. Năm bán là 2 năm rồi đó, 2 năm 1 tháng mấy thì năm nhớ từ ngày mà tại điểm này luôn rồi năm. Tại điểm này ngày xưa năm đứng bên góc cây mít kìa. Ngày xưa là năm có biệt danh mà năm đi mít phải không? Mít bước rồi. Cái đứng gần đó, cái ngoài đó trai nó dòm năm nữa. Nói chung là mình không được đẹp mà trai cái dòm chúng mình phải nhảy vô nhà, đúng không? Nó bắt nói không kìa. Đúng cái giờ mở cửa của năm là từ mấy giờ? Hồi xưa á, là năm bán 1 giờ, cái ngày xưa á, là 1 giờ. Đầu tiên là 2 giờ, xong cái văn thành 1 giờ, 1 giờ cứ 12 giờ. Cái giờ biết giờ 8 giờ là năm đã bán rồi, 8 giờ là trên các án á. Mà chuẩn bị hàng, 8 giờ là mới chuẩn bị hàng đó đúng không? Không có, 4 giờ sáng năm vậy đã chuẩn bị xong hết rồi. Và 8 giờ sáng là đưa tới đây là năm đã có bánh năm gia cho khách rồi. Nói chung là chiều là đông nhất. Bắt đầu là chiều đông nhất, nhưng mà hồi sáng là chỉ bánh tự trộn thêm, bánh tự trộn và khách văn phòng á, người ta mua về ta tự trộn. Còn buổi chiều là năm trộn cho những anh chị gần đây với là những người người ta không chịu trộn á, là năm phải trộn. Nói chung mình bán mua mà em, mình phải chiều khách mà em. Năm ở đây là bao nhiêu giá như thế nào? Bịch nhỏ là 15.000 là 3 trứng, bịch lớn là 20.000 5 trứng. Nói chung là năm bán cũng không mắc, nói chung cái món ăn vặt là vậy là vừa rồi. Nói chung là năm làm vậy là nói chung ai cũng có công việc thì năm cũng có khoản tiền để mình lo cho con cái ăn học đúng không? Nói chung là ở gần ở xa thì nó ủng hộ năm lắm, nhưng mà năm làm thì bánh thì năm thấy là ai cũng khen ngon á. Không biết là ta thương năm hay là nó hợp khẩu vị á. Người ta nói là bánh lúc nào cũng ngon mà lúc nào cũng cháy hàng hết á. Bởi vì năm làm năm đâu có dám nghỉ ngơi cái gì mà đơi lỏng đâu, nên chăm chút từng cái một luôn á. Nhưng trộn bánh em thấy nó tơi được sợi ngon không, rất là ngon, được xe cũng vậy. Tỏi là từ năm làm luôn? Từ năm làm, năm xay, năm rửa, năm xay ngon lắm. Ở đây là cái ngon nhất là phải có cái tỏi em hiểu không? Nếu mà bánh không có tỏi là thua. Từ vì tỏi là mua ngoài chợ là thứ nhất là không bảo đảm, thứ hai là cái nguyên liệu của năm nấu nước lèo là phải có cái nước cốt tỏi này nên nấu nó mới ngon. Hai bịch nhỏ bịch lớn hả toàn? Hai bịch nhỏ bịch lớn phải chưa? Đó, bịch lớn hay nhỏ? Nhỏ luôn á. Rồi, giờ bịch lớn nữa là đủ. Đó, khi khách mà đến lại là cái này tay của cô Năm làm rất là nhanh, li lịa. Lúc nào cũng liên tục làm bánh tráng để cho kịp thời đáp ứng cho khách hàng đứng đây để khỏi phải chờ đợi lâu. Chờ đợi nha, có nhiều người chờ đợi lâu mà nói Năm ơi, con chết rồi Năm ơi. Mà Năm cũng cố gắng lắm, Năm quào liên tục á. Cái này thấy để số điện thoại của Năm rồi, có người ta điện tới giao số lượng lớn có đi không cô Năm? Nói chung là phải báo trước cho Năm, còn không là Năm nhận đơn được. Rồi cho một bình 15 mới đi. Nhiều khi Năm cũng biết sao, nhiều người cứ nghĩ Năm chảnh mà thật sự không làm kịp em đó không? Dạ. Như nãy có chị đi Hà Nội á, chị yêu cầu đặt giao liền mà làm sao giao kịp em. Khi Năm vừa mở cửa là khách đã tới rồi. Cái này mấy bịch có nói đi. Rồi 3 bịch 15 đúng không? Dạ 2 bịch. Rồi đây đây. Rồi 3 bịch nhỏ. Đây một bịch trộn một bịch tự trộn 30.000 thôi, 70.000 đây con ơi. 29 phần đợi năm xíu nha con, không biết đợi được không? Đợi chứ con, nay đường là bắt trước đeo qua cái đó nữa hả? Không đeo, khách người ta tiện, tôi nói bả nói nhiều nó văng bùa vô nè, năm khổ không văng phải... tàn vô hả? Năm phải cản lại nè, bị chìm dân thuốc phiện vô là người ta ăn người ta ghi nữa. Trời ơi, bà nói nhiều quá, không đeo nữa, dân bùa vô. Đeo đó, năm nay dân viên gì vậy nữa. Bà nào hỏi mày. Dù mình đứng ở đây mới có một chút xíu thôi, nhưng mà rất là nhiều khách hàng đến đây mua bánh tráng cô Năm. Thì mình đến đây rồi, mình xin phép khuyên mọi người là nếu mình ăn bánh tráng trộn của cô Năm thử thì mình nên đi vào 2-3 giờ. Tại vì chứ còn
3:30 cho tới 4-5 giờ là rất là đông khách và mình chờ rất là lâu. Xích lại đây mày cười năm cái coi. Mày căng thẳng quá hả nào? Trời là trời, nó nói kiểu đó kìa trời. Mà hết xương gia đình rồi đó con ơi. Con phải đặt sớm con gọi năm liền. À, năm ơi, năm chuẩn bị cho con, năm làm là con qua lấy liền phải không? Con đứng sát bên nè, con đặt cái đó lấy là... Hồi nãy con chạy tới con làm với năm là ở đâu có sẵn rồi đưa cho con. Mà sáng nay năm con thấy năm thở không nổi không? Năm không được ăn cơm luôn phải không? Mới ăn có tô cháo luôn à. Ăn không hết nữa. Nào chút xíu nha, làm xong cái này cho đơn nha. Nào đợi năm xíu em qua, xong rồi bắt đầu chuyển ba trộn nha. Đợi năm xíu năm làm liền. Không có được ăn cơm mà mới ăn cô cháu lương à. Không, năm không ưu tiên đâu, đợi năm đi nha. Tự em nó tới trước à, đợi năm. Cố gắng cho năm làm nhanh lắm. Ở đây năm bán theo thứ tự, ai tới trước là mua trước thì năm. Đúng rồi em. Nói chung có nhiều người ta không hiểu, ta giận hờn á. Thật sự em không có tâm lý như em đi mua bánh kẹo đi đâu, vậy em thích hàng trước. Mà người khác lấy trước em buồn lắm chứ. Nhưng mà giờ năm á, năm lực ức tòng tâm nữa, ở trong bên đâu có ra được đâu. Năm phải nhìn, nói chung là thật sự là năm cũng thấy khách đứng đợi năm cũng nóng ruột lắm. Nhưng mà giờ kệ khách thương năm thì năm cảm ơn nhiều. Có nhiều người ta cũng giận, ta bỏ đi đó em. Bỏ đi là mất hết 15 ngàn của tôi đó. À, chờ lâu quá. Mà 15 ngàn là được 2 hộp sữa rồi đó. Thấy không? 2 hộp sữa là cứu con tôi đó được ngày chứ còn nửa ngày. Nó ngày tạo quá phải không? Có năm làm cũng nhanh lắm đó. Mà có nhiều người ta nóng ruột, ta đợi không được em. Mà giờ này thì chưa có đông cao điểm đâu, tầm 4 giờ đó. À, em thấy cái nước này là nước gì mà năm làm mà... À, cái nước là nước sốt tắt, đường phèn năm nấu, nước ớt, sa tế năm đây ra nè. Nó đơn giản lắm, không có gì hết á. Mà có nhiều người ta không hiểu, ta nói trời, bả làm cái nước gì á, buồn ngã gì đó đó. Tắt đường phèn. Người ta nói có ngon lạnh gì đâu nè. Em coi nấu là nước lọc chéo, năm lọc nước từ trong nước, ngon lắm. Đồ năm làm là năm tự năm làm nó là ngon lắm, không thấy đâu. Có nhiều người ta xa ta chưa thấy được á, chứ còn ta gần nhà năm ta làm, ta thấy năm làm. Mấy anh chị này là phụ năm là biết nè. Biết là mình sống thật hay không thật là biết liền nè. Đây năm thuê mấy người phụ năm bán? Mấy anh chị em trong gia đình luôn á. Cũng bà con gần xa, nói chung là xưa năm đi có ba mẹ con thôi. Nhưng mà mấy anh chị này thấy năm vậy nè, thì cũng phụ giúp năm này, nói chung là ai cũng về nhà đó. Nhất là cái ông thợ bà xài á. Ngày ổng tàu có người tạ xài mà ổng rên, nó là rên luôn à. Bây giờ mà em tưởng chồng chị chứ. Trời ơi, chồng chị năm đi du học rồi. Trời ơi, chồng chị năm là đi du học rồi. Em mà nói vậy là chồng chị năm, nghe chồng chị năm buồn á. Chị năm có ông chồng rất là dễ thương, bị du học rồi. Đi du học à? Nước nào năm? Nhiều nước lắm, khi nào hết đi rồi về. Dạ. Trời ơi. Thấy không? Buồn nữa, uống đi. Đó, hai con cầm hai cải đi. Chung ơi, có người nói anh bầu sò là tưởng chồng chị Năm chứ. Chị Năm có một con chồng đi du học rồi. Đó, như mọi người cũng đã thấy là cái chiều lại là quán bánh trộn của cô Năm rất là đông khách. Có nhiều người chờ rất là lâu để được thưởng thức cái bánh tráng trộn của cô Năm. Đa số mình thấy bánh tráng là các bạn sinh viên, học sinh hay ăn. Nhưng mà ở bánh tráng của cô Năm mà thậm chí người lớn cũng ăn rất là nhiều. Đó thì những cái người mà đặt hàng qua những cái ứng dụng trên mạng thì đa phần là mua trên 5 phần. Và thậm chí có người là 29, 30 phần, 45 phần. Như vậy là khiến các người mà khách hàng mà đến đây chờ Năm Ba ăn tại chỗ thì cũng rất là lâu. Là bởi vậy là khách hàng của Năm luôn là đứng chờ. Cái thâu to nó Năm trộn khoảng bao nhiêu bịch hả? 20, hơn 20 em nha. Tùy theo, ví dụ như người ta ăn 15 thì có thể hơn 20. Còn người ta ăn 20 là cỡ chừng 20 đổ lại thôi. Đây là cái quy trình cách trộn bánh tráng của quán cô Năm tại đường Lê Thị Hồng, quận Gò Vấp. Thì cũng là như bánh tráng bình thường thôi. Bánh tráng này của Năm lấy ở đâu hồi của Năm? Năm lấy Củ Chi, Năm đặt một cái lò Củ Chi của em á. Cái lò này ta làm bánh chuẩn lắm. Lại một cái lò bánh tráng ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 15 thứ 35 2
cái này năm tròn đây. Nam nghĩ điều đặc biệt là cái nước sốt của năm á. Rồi, rất là tròn luôn đi. À. Để nó máy ra, nó qua nó trộn ra, chị bé cái đi xem xe, bây giờ tiếng là ra một tí đi ngang mai. Năm trộn này rất đơn giản đúng không, nhưng mà giống như là không biết sao, tao cứ nói năm trộn thì ngon, tao mua về thì dở. Năm cứ lúc nào cứ để cho năm lung linh tỏa sáng mãi nha, chứ đừng để năm tắt nha, năm khổ lắm à. Ở trong cái thầu nó có một phần của con hay năm nha. Trời, năm phải dành cho con phần chứ. Trung ơi, Trung. Trung ơi. Hai đứa mình có thể đến với nhau bịch bánh tráng được không, mà sao Trung khóc hoài vậy? Kim nhân ơi, xin anh chớ buồn. Mình hát đi, uống sợ rồi luôn. Cái này là năm tròn khoảng 2 phút rồi năm ạ. Ừ, 2 phút. 2 phút là xong. Nhưng mà tụi mình nó đông quá đó. Khách thì ta sợ. Giờ ai trước chị? Một lớn hai nhỏ. Rồi Út ơi, một lớn hai nhỏ của chị bé đứng đợi lâu lắm rồi nè. Rồi rồi, ai một lớn, một lớn. Hai nhỏ. Nhỏ là 15 ngàn. Dạ đúng rồi, anh đợi 5 tiếng nha. Nè, hai nhỏ. Đây, mọi người mình cũng vừa cũng đợi chờ cũng mua được một bịch bánh tráng tại quán cô Năm. Đây, cái bịch bánh tráng này không thể lộn được, tại vì mấy cái quán khác không có. Ở đây có cái logo của bánh tráng cô Năm nè, bánh tráng trộn Thu Hà Gò Vấp, ăn là ghiền, nhận giao hàng tận nơi. Đó, số địa chỉ là 58 đường Lê Thị Hồng, phường 7 quận Gò Vấp, điện thoại 0907 845 737. Cũng có website rồi luôn, là không, đặc biệt là không có chi nhánh nào nha mọi người, chỉ duy nhất một chi nhánh ở đây thôi. Đó, như các bạn thấy đứng chờ rất là đông nè, thứ tự đàng hoàng, từng người, ai trước thì mua trước và ai đến sau thì mua sau. Và như vậy là mình cũng vừa mua được một bịch bánh tráng của quán cô Năm đây. Đó, mình cũng chờ cũng chưa tới 10 phút để mình thưởng thức quán bánh tráng, cái bánh tráng của cô Năm. Thì xin thông báo với mọi người là cô Năm bán xuyên suốt cái ngày trong tuần nha. Ngày nào cũng bán, và khoảng 5-6 giờ thì đã hết bánh tráng rồi, nên là rất là đông và bán cũng rất là nhanh nữa. Nếu mà ai là một nằm trong số những người thích ăn vặt thì nên thưởng thức của bánh tráng quán cô Năm một lần xem nó như thế nào. Đó, thì khách, mọi người trước mắt mọi người cũng đã thấy là khách đến trước thì mua trước và đến sau thì mua sau, xếp hàng rất là thứ tự và ngăn nắp. Ở đây bây giờ mình sẽ dùng thử cho mọi người biết nha. Thì trong cái bánh tráng này cũng mình thấy cũng là bình thường như những nguyên liệu á, thì nó vẫn bình thường như những cái quán khác, như là có xoài, bánh tráng, trứng cút, đậu phộng, tỏi, và đặc biệt ở đây là có khô gà. Đó, thì mình dùng thử nha.